Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của anh Hương Trích. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một thể loại game giống như kiểu game Mario ngày xưa, đó là Inside Rack. Chúng ta sẽ điều khiển chú Rách này vượt qua những chướng ngại vật trong trò chơi. Đây là phần nội dung của trò chơi bằng tiếng Anh nên mình sẽ không hiểu lắm. Rách nhá. À đây, anh chàng này có một cô gái yêu nhau này. À, có rất nhiều con luôn. Đấy, rất là nhiều con. À, lũ quỷ đến. À, bắt những lấy của cái, bắt những người con của anh chàng này đi. Nên là anh chàng này đi cứu, ok. Let's go. Chúng ta sẽ điều khiển Rách đi đấy, ăn những cái đồng tiền và tiêu diệt những con sâu ở trên đường đi này. Nhớ là phải tiêu diệt nhá. Ôi trời, tích cực ăn thật nhiều tiền. Những cái thùng này cũng có tiền luôn. Nhớ là gặp sâu thì chúng ta phải nhảy lên để dẫm lên. Gặp sâu hoặc gặp những con vật nào đấy, mình phải dẫm lên, nhảy lên để cho nó chết. Đấy, chứ không là mình sẽ bị mất máu này. Đây là đang tìm được tình tình rồi. Chúng ta có 3 trái tim. 3 trái tim, mỗi lần va vào một con vật nào đấy thì chúng ta sẽ mất đi một tim. 3 trái tim ở bên góc phải màn hình của chúng ta. Đấy. Tiền sẽ được hiện ở bên góc trái màn hình. Rồi, ăn thêm được một trái tim nữa. Chúng ta đã có 2 trái tim. Ôi. Kiếm ạ? À? Kiếm thì giờ không có rồi. Rất đáng tiếc là mình đã sơ suất. Cái trò chơi này các bạn cần phải rất cẩn thận và bình tĩnh. Không là sẽ không vượt qua được hết chặng đường mà lại bị mất mạng. Đây là thùng bom này. Hiện giờ không có. Nhiều tiền nhưng mà mình đang cần mạng. Ô, may quá, đây rồi, một mạng nữa. Ôi, lướt sóng ơi, hộp này không làm gì được. Này, khả năng thúc đầu lên đây là nó sẽ đấy, nó ra tiền. Mình muốn xem là nó có mạng trái tim ở đấy không, nhưng mà không có. Ôi giời ơi. Mình đã chơi và ăn được 1.327 đồng vàng. Có thể save vào lại, thế nhưng mà chỉ được miễn phí một lần.
còn sau đấy là chúng ta sẽ phải xem quảng cáo để lưu tiếp tục cái chặng đường. Mình sẽ thử ấn Save Me nhá. Rồi, ok. Đã gặp được một người con nhé, đã cứu được một bạn. Ok, đây là câu chuyện giữa anh chàng này và người con này, rất là dài dòng nên mình sẽ ấn next cho nhanh qua chặng 1. Dường như cái game này khá là khó chứ không phải đơn giản nhé, thì các bạn chơi sẽ phải từ từ bình tĩnh, nhớ là những cái nút đúng cách để không chạm vào những cái con vật khiến chúng ta bị mất máu. Ôi. Rất nhiều tiền. Ôi. Rơi xuống nước thì chúng ta sẽ có 3 cái phao cứu sinh, tức là rơi nâu là sẽ chết. Chết rồi. Có 1.000 đồng vàng. Chơi lại đi. Sau trận vừa rồi thì chúng ta đã nhìn thấy là nếu bây giờ chúng ta chết mà muốn lưu tiếp tục cái chặng đường vừa nãy thì ta sẽ phải mất 1.000 đồng vàng. Đang có hơn 1.000 vàng, 1.000 đồng vàng và còn 2 trái tim nữa. Thì cái game này thì cần phải đi hết sức cẩn thận. Ủa, ủa 3 con sâu luôn. Ô, cả con cá nó thúc cũng chết nha các bạn. Đánh giá thì cái game này khá khó. Bản thân mình lớn còn khó chơi thì game này không dành cho các bạn dưới 6 tuổi nhé. Dưới 6 tuổi thì các bạn không chơi được. Ok. Có các bạn nào thông minh hay tài giỏi như là mình biết, nhưng mà theo đánh giá của mình thì tuổi đây là không chơi được. Khó chơi. Chơi cái này không nhanh được mà các bạn phải hết sức bình tĩnh. 1.400 vàng, gần được 2 lần xây vào. Đừng có đứng mép sông nhá, con cá nó thúc lên bất kỳ lúc nào. Đấy, con cá nó thúc lên đấy. Phao cứu sinh. Ok, không mất một tin nào. Rất may mắn. Ok, ăn tảng đá cho nó chết luôn. Rồi, có công cụ hỗ trợ. Rồi, hay. Vườn dành được một tí nữa. Rất hay. Rất nhiều vàng nhưng mà các bạn cẩn thận nhá. Và cẩn thận nhá. Ui dồi. Đấy,
không được nhanh nhá, vì nhanh quá không ổn. Vừa rồi mình đi rất là nhanh nhưng mà lại cái gì đây không biết tác dụng gì đây. À đây là cái tấm đệm, cái xanh xanh này là tấm đệm này bật lên. Ok, mình sẽ xây dựng lại, chấp nhận mất một ít tiền. Cái nhảy ở cái trò này rất là buồn cười, tại vì mình chỉ cần nhảy lệch một cái thôi là nó đã không đã cho mình mất tin rồi. Những cái đồ ở game này rất là phong phú, mỗi tội là năm trăm tiền. Ô, 500 của tôi. Chết luôn. Ok. À, 500 đang hút. Vẫn tự động hút. Hay quá, lại có tảng đá nữa rồi. Hay quá. Mình rất thích tảng đá này. Hay quá. Đá dồn tiếp. Nếu mà không có tảng đá này thì mình chả sợ ngại vật gì cả. Ok, xin chào các bạn, chúng ta bắt đầu tiếp tục với lại level 2. Let's go. Và game tựa đề tiếng Anh, rất có phát âm nên là mình sẽ để tên ở dưới các bạn xem. Cái game này là các bạn chớ có đi nhanh nhá, theo kinh nghiệm của mình chơi thì chớ có đi nhanh, vì đi nhanh sẽ rất có dễ sơ suất và con sâu nó rơi xuống đi, và cái mạng của nó cũng rất ít cho các bạn ăn. Đấy, mình nhanh một cái là ăn đòn ngay, tận dụng những cái viên đá này. Đấy. Rất dễ mất tin nhá. Các bạn có thể ăn nhiều đồng vàng để save lại game. Khi mà các bạn đang trên đường chơi mà các bạn bị chết ấy, thì có thể tiếp tục chơi ở cái đoạn đấy. Ok.
Còn nếu mà không võ thì mình sẽ phải chơi lại từ đầu. Đơn giản vậy thôi. Đấy, cái này nó như là một cái đệm luôn nhé. Đấy, cái đệm luôn. Thôi chưa thì mất một tim, chán đời. Các bạn đừng để cái bình nổ nó rơi vào người nhé. Cái đấy mà nổ là mình cũng bị mất tim luôn đấy. Đấy, vừa nãy mình nổ quá mất tim luôn. Mình rất thích cái tảng đá này. Cái tảng đá nó giúp mình giết bọn này. Thôi, chết rồi. Quá khó khăn. Này. Đủ tiền để xây bờ mi không? Cái thử thách nó khó, à nó dễ. Đây là nó ít cái mạng ăn dọc đường. Đã ít mạng ăn rồi mà cái độ chơi, độ quái của nó nhiều hơn. Mình chỉ cần vào cạnh cái là mình đã có thể bị mất mạng rồi. Tức là nó không tính máu mà nó tính mỗi một lần sơ xuất cái lần thành mạng luôn. Rất là khó chơi nhé. Hit.
Đá vào chỗ nào nó cũng qua tảng đá này tốt quá. Mình không sợ con gì cả. Cứ thấy con cái tảng đá đi lăn là chết hết. Ok, đã ăn đủ 1000 quay rồi. Vượt qua ai này của mình là 3 phút 17 giây. Số coin nhận được là 331 trên 444. Đấy. Có một số thông tin khác thì mình Let's go. Ok, đây là bảng số 3 nhá. Hai phát mới chết và mình đã mất một tin. Quá này. Con ong kia không biết có mất máu không. Đang chơi lại bảng 4. Và nếu lần này vẫn không qua thì mình sẽ dừng cái game này đấy nha. Tại vì nó quá là khó. Khó thì các bạn nhỏ sẽ không chơi được. Và kênh của mình là chủ yếu là các bạn nhỏ nên là dừng. Hãy chuyển sang cái game khác. Hướng dẫn các bạn chơi. Quá. Wow.
Ủa? Mình xin phép kết thúc game ở đây nhá. Game này quá khó để chơi. Nếu mà tập trung chơi, không phải vừa chơi vừa bán hàng thì nó sẽ qua được. Chứ còn nếu mà chơi vừa phải đứng dậy như mình thì sẽ không thể xuyên suốt, không thể chơi liên tục được. Nó sẽ khó đối với những cái bạn nhỏ. Các bạn cân nhắc trước khi tải game này nhá. Mình xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.